Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Anh Minh Tú Hiền. Hôm nay thì em có một con máy của khách họ mang đến để thay phớt này. Con này là phớt đùi nha các bác. Sau khi mà em tháo lá răng ra rồi thì đây là cái lá răng này. Thì em kiểm tra cho khách bên kia thì chiếc phớt đùi của khách này. Sau một thời gian chạy thì đất bụi bám vào thì nó đã làm cho cái phớt này của nó của máy nó đã bị hư này, nên là có hiện tượng là chạy dầu nhá. Các bác nhá, có hiện tượng chạy dầu nha các bác. Nên là bác này đang còn thay phớt nhá. Sẵn tiện em cũng làm clip cho khách thợ bên em nó làm nó thay phớt cho khách, thì các bác coi quá trình thay phớt như thế nào nhá. Dành cho một số bác không biết thì có thể tham khảo để mà thực hiện tại nhà nhá. Đây ạ. Cái bộ phận này của máy á là gồm cầu cùng đấy, cái dòng này là dòng Itsuki. Kể cả một dòng Kubota hay là mấy cái dòng khác thì nói chung thì nó kết cấu cũng tương tự nhau cả thôi. Thì nó cũng có gồm mấy có mấy cái ốc này này ấy. Ốc đấy, nó kết nối gồm có những con ốc này nó kết nối vào trong những cái thành khung của máy đấy. Cái bộ lốc của máy đấy. Các bác coi xem video đấy. Nếu mà muốn mở đấy thì mình mở những con ốc này này, đấy, ốc kết nối này này. Đấy, chủ yếu là cái mặt này cũng phải mở ra. Tại sao mở? Tại vì nó có một con ốc ở đằng trong này. Nó kết nối, nhưng một số dòng khác thì không có, các bác trước khi mở có thể kiểm tra nhé. Có dòng của mình có không? Thường thường của Itsuki là đa số đều có một cái nắp ở bên này để mà chỉnh tăng dầu hết. Dòng Itsuki là phải làm như đây ạ. Mấy con ốc này bác này, đấy. Ốc này này đều phải mở hết nhá. Một lát nữa em mở xong em sẽ quay video cho các bác nhé. Đấy, để cho em thử bên em nó thực hiện xong thì em sẽ quay video cho các bác nhé. Các bác mở hết cả mấy con ốc này, những cái tay kiếm này này này. Phần trên này bác không phải mở, nhưng mà những cái trụ này là bác phải mở dàn mát mở ra hết nhé. Đây là dàn mát này đấy. Dàn mát các bác mở ra hết này, những cái bộ phận mà lung tung để mà nó kết nối với lại hộp số hay gì này. Kể cả tay này cũng phải mở ra hết này đấy. Các bác mở ra hết cho em nhé. Rồi. Sau khi em vệ sinh cho nó sạch xong rồi, cái toàn bộ này. Đất bụi là các bác phải rửa cho sạch nhá. Để sạch xong này, rửa sạch xong thì các bác để ráo nước này phơi khô sạch. Thì các bác tiến hành xạ nhớt nhá. Cái này nó liên quan đến nhớt nên là các bác phải xạ nhớt xong để cho nó không bị hở khớp phớt này. Đấy. Cái này nó vẫn bắt đầu giòn này. Đấy. Nó vẫn bắt đầu nhệ đấy bác các bác này, nó nhệ đây này. Nó vẫn bị nhệ đấy ạ. Các bác coi đấy, nó vẫn nhệ đấy. Đấy, nó vẫn như tiếp tục nó nhẹ đấy. Đây, em tiếp tục xạ nhớt đấy ạ. Nhớt còn trong veo luôn nhá. Chạy. Xạ nhớt xong thì mà các bác sẽ tháo chân phanh này. Tháo hết những cái này ra. Gừ này nó có cái chốt ở đây này. Tháo hết. Toàn bộ tháo hết. Những cái rườm ra chứ các bác tháo hết. Những cái bộ phận này bác cũng nên tháo hết để cho nó gọn. Trong quá trình thao tác cho nó nhẹ nhàng đấy. Đấy, cái này tháo. Các bác cứ tháo đi, nó có chốt cả nhá. Các bác cứ tháo từ từ thôi. Nó có chốt, nó có ngàm cả. Các bác cứ tháo từ từ bình tĩnh. Mà tháo thôi. Được. Máy sau khi em tháo nhá các bác cứ tháo hết tất cả các ốc này như thế này em nói này đó. Nó có cái ốc của bác cứ lấy một cái búa và đầu run hay đầu gì đó bác đóng á vào cái trục này này này. Đấy, gọi chỗ này là nó sẽ ra, nó kéo cái chiều này ra đấy. Lúc nãy khi nãy em đi rồi nên là anh thử anh tháo mất rồi. Đây là phần trong của máy này. Đấy. Bác này chưa? Tháo ra phần trong nó như thế này đấy. Anh thử anh tháo cái bánh răng ra cho họ coi cái anh. Người ta tháo như thế này. Rồi, anh sẽ tháo bên răng trong đó. Cái phớt nó sẽ nằm ở trong mặt trong. Đây là vòng bi trong này, gần nó vần cái chỗ này là các bác này đó. Đấy. Bây giờ ta lấy búa đóng là nó sẽ ra thôi. Đây là vòng bi đây, chỗ hai cầu, chỗ gài cầu của máy đây. Máy thì đang còn mới đây. Đấy. Máy này thì đang còn mới đấy. Chỗ gài cầu đấy các bác. Rồi. Gài cầu đây này, thì này cái này là chỗ này là cái chỗ phớt này, lát nữa các bác thử bác đóng tháo xong rồi thì em sẽ lại quay cho các bác coi nhé. Đấy. Đây máy thì có những chi tiết như thế này đấy, các bác cứ tháo mạnh dạn lên mà tháo ra. Em thì cũng không nhiều, em cũng có chia sẻ lên cho các bác có thể học tập để sửa chữa cho nó đỡ chứ. Nhiều khi các anh thợ đến thì vào coi video thì
cũng thông cảm chứ, bên em thì cũng có biết được những cái mẹo gì thì muốn bày cho các bác thử máy cày trên hoặc là những người đi cày trên cho nó đỡ chi phí sửa chữa. Biết được một phần nào đó thì mình sửa thôi, không biết được thì các bác có thể gọi thợ nhá. Em cũng làm video hướng dẫn rồi cho các bác coi hiểu thế nào là tháo như thế nào, tạo nói chung nó cũng đơn giản đấy. Một video này em làm thế này về bây giờ chỉ có mấy phút rồi. Đấy mà em gọi anh thử anh tháo rồi, em bận đi qua bán cái máy nên là quay lại thì anh đã tháo lên đây rồi. Cái này các bác cứ quay ngược cái này lại này. Bác thử bác đóng cho ra cho em cái đã, chịu cho cái bác có kem cái gỗ rồi, đó. Rồi đó, nó ra như vậy đó. Rồi. Bác sẽ kéo ra. Rồi. Nó mắc một cái gờ đó bác ạ. Đâu đó. Đây, đấy, chưa? Rồi chỗ bằng bi á, bác có quay ngược lại là bác kéo là nó ra đấy. 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 Đó. Bác lấy cái búa này mình đây, cái phớt nó có cái từng này cho các bác này. Từ từ nó quay cái phớt này nó như thế này cho các bác này đó. Phớt này cũng phớt đang đẹp đấy. Đấy. Như này đấy, cái phớt chỉ của nó có chỉ con như thế này thôi các bác. Rồi. Bác. Sau khi thợ của bên em đã tháo ra rồi này các bác này, đấy. Thì cái phớt nó chỉ có cái phớt này bác này. Cái phớt nó chỉ có từng này thôi. Tháo nhanh nha các bác. Cái phớt nó chỉ có cái phớt này đấy. Vào đây ạ. Cái phớt này phớt liền nó nhai, bị nhai phớt rồi nên là cái đất bụi vào nó và nó làm cho hở phớt đấy. Bác mua phớt về thay là lắp làm ngược lại clip rồi nó ra nó vô thôi. Nhá. Bác cứ tháo từng tí một như vậy từ từ hoặc là thử như vậy. Cái phớt này thì mua cổ vào. Em mua thay thì có 30.000 một cái thôi. Chỗ em lấy đại lý thì em lấy có 30.000 hả con. Còn các anh thợ thì cũng biết lấy bao nhiêu nhá. Cả công thợ họ lấy một lần 500.000 hay chẳng hạn như vậy. Cái này phớt thì nó rẻ thôi các bác ạ. Nhưng mà cái công tháo ra nó hơi phức tạp tại vì nó tháo ra nó hơi lằng nhằng một tí. Như bác này đấy. Sau khi các bác tháo xong rồi thì các bác sử dụng một chiếc thước cặp á để đo chiều rộng của chiếc phớt này. Đây là mặt ngoài của phớt này, đây là mặt trong này. Như chiếc phớt trên hình của em là mặt trong là đường kính là 55 cm, năm gọi là 55 mm ấy. Với lại còn là đường kính ngoài là cái này là 85 đấy. Các bác lấy thước cặp đo nhá để chính xác có thử phớt mình là nằm bao nhiêu nhá. Nếu không có thì các bác có thể liên hệ bên em để bên em có thể bán phớt ship cho bác nhé. Hoặc là các bác có thể ra phụ chỗ phụ thùng ô tô ấy, các bác liên hệ họ thì họ sẽ có phớt nhé. Phớt này là phớt loại này cũng phổ biến nên các bác có thể mua dễ dàng trên thị trường nhé. Các bác thấy nếu thấy hay thì cho em một like, share, đăng ký kênh để em sớm ra những video về sửa chữa máy cày mới nhất nhé. Chào các bác nhé, hẹn gặp các bác trong một video mới nhất của em.